Để chúng ta qua câu hỏi thứ hai. Thầy ơi, cho con hỏi, sau khi chết thì qua kiếp sau tái sanh làm người, có phải mang nghiệp của tiền kiếp không? Con cảm ơn thầy. Xin thưa với quý vị là chúng ta sanh diệt trong từng giây từng phút, hay là nói theo A Tỳ Đàm là chúng ta sanh diệt theo từng sát na. Có nghĩa là chúng ta là một cái sự nối tiếp của chúng ta của quá khứ. Cho nên là khi chúng ta tái sanh qua đời sống mới thì chúng ta vẫn phải chịu cái nghiệp của đời sống cũ. Bây giờ sư lấy cái ví dụ như thế này cho quý vị dễ khoa học nè. Cái này là khoa học chứng minh. Là trong khoảng 30 đến 40 năm cuộc đời nha, thì toàn bộ tế bào trong cơ thể của chúng ta sẽ bị thay thế gần như sạch sẽ toàn bộ nha. Tức là toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta đó, cứ sau khoảng cỡ 30 đến 40 năm là nó thay mới toàn bộ, nó không còn một cái tế bào nào của quá khứ cả. Như vậy thì có phải là mình làm một cái chuyện thiện hoặc ác nào đó là sau chừng 30 hay 40 năm là mình reset hết, là mình khỏi phải chịu trách nhiệm không? Có không? Ví dụ như ai đó mượn tiền mình đi, rồi 30 năm sau cái người ta tới người ta nói không, cái người mà tôi mượn tiền là nó không còn nữa, bây giờ là toàn bộ tế bào mới hết trơn rồi. Vậy có chịu không? Mình không chịu đúng không? Thì như vậy đó, chúng ta là cái sự kế thừa của quá khứ. Do đó khi chúng ta tái sanh ở đời sống mới thì chúng ta vẫn phải chịu cái nghiệp chúng ta đã tạo ở trước đó. Chuyện đó là chuyện đương nhiên.